Chào các bạn, trong video này thì gửi đến các bạn về cái phản ứng rất quan trọng của chương trình hóa học lớp 9 học sinh giỏi và thi vào lớp 10. Đó là phản ứng tráng gương. Phản ứng tráng gương là gì? Phản ứng tráng gương hay là tráng bạc như nhau, đó là điều kiện đây là tác dụng PaGNO3 trong môi trường NH3 và có nhiệt độ đúng không? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ gặp hai kiểu bài toán. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ khảo sát theo thứ tự. Đó là axit formic. Em nghe kỹ. Điều kiện để tham gia phản ứng gương đó là có nhóm chất CHO. Được chưa? À, nói đơn giản là như vậy nhưng mà khi chúng ta hiểu ra thì nó phức tạp. Axit formic này, axit formic của chúng ta là HCOOH tham gia phản ứng tráng gương, đó là tác dụng AgNO3 trong môi trường NH3. Bạn nghe kỹ, ở đây mình lưu ý này, ở đây nó là HCOOH. Thì bản chất đây nó tham gia phản ứng gương. Lưu ý đối với thằng axit formic thì khi đó từ giờ bản chất là nó nhận một oxy vô đây, nó biến thành H2CO3. H2CO3 thì kém bên biến thành CO2 và nước, bạn hiểu không ạ? Các bạn hiểu không? Bản chất của phản ứng gương đó là nó nhận thêm một oxy vào nhóm chất, vào cái thằng HCO này, hiểu chưa? Và khi đó nó biến thành H2CO3. Rồi đây. Nghe thầy nói nha, bản chất là cái thằng này HCO này sẽ đi kết hợp với nước trong này. Được chưa? Nước trong này là có oxy á. Thì cái đó nó biến thành là gì? HCOOH, tức là H2CO3. H2CO3 thì kém về biến thành CO2 và nước, đúng không em? Hiểu vấn đề không ạ? Hả? Mà CO2 á thì nó kết hợp được với gì? NH3 chúng ta biết rồi, để điều và nước để biến thành là NH4 hai lần CO3. Được không bạn ơi? Như vậy trong trường hợp này nó hơi phức tạp. Như vậy đây nó sẽ là NH4 hai lần CO3. NH4 tất cả hai lần CO3. NH4 tất cả hai lần CO3. Hồi nãy mình sinh ra nước, mà nước phía trái với nước phía phải thì rút gọn, cái này không có nước. Đó. Tiếp. À, và lưu ý phần NH4 NO3 cộng cho AG. Đây là phản ứng của hữu cơ mà sinh ra các sản phẩm đều là vô cơ. Rồi. Bây giờ chúng ta đi cân bằng phương trình này. Như là nói là thằng này có một chó thì chúng ta sẽ cần hai bạc. Một chó cần hai bạc. Hai bạc ở bên phải thì hai bạc ở bên trái. Hai nổ ba, bên đây một nổ ba thì chúng ta cân bằng đây hai. Hai NH4 với hai NH4 là bốn cái NH4 ở bên phải. Bên này chúng ta sẽ đặt bốn vào NH3. Thành công hay thất bại là do oxy quyết định. Chúng ta kiểm tra oxy. Bên đây 2 oxy. 2 với 6 là 8. Đây là 3. Bao nhiêu rồi? 3 với mấy? 3 với 6 là 9. Như vậy 8 thì không thể bằng 9 được. Như vậy trong trường hợp này nó có oxy nằm ở nước. Và khi đó chúng ta cộng thêm nước nữa là xong. Cộng H2O. Đúng. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại hydro. Bên này 2 hero. Bên này 4 của nhân 3 là 12, là 14. 8. Hình như có gì đó sai sai rồi ta. 8 ở đây bao nhiêu em ơi? Bên tính cho thầy bao nhiêu? 8 cộng cho 8 là 16 đúng không em? Phải 16 không?
16 và bên này có bao nhiêu? Bên này có 14 à. Có 14. Bây giờ nó kiểm tra lại oxy giúp thầy đi. 3 oxy này. 3 oxy với 6 oxy là 9 này. 2 này. 2 với 6 là bao nhiêu? 8. Như vậy nó vẫn gặp khiển ta. Số hát đó hả thầy? Ừ. À, 8 với 8 16 chứ nha, sao 18 nha. Ừ, nãy mình tính xong 18 ta. 16. Mở bệnh bao nhiêu rồi? 12 đúng không em? 12 với 2 14, 14 với 2 16 đủ rồi nè. Đúng không ạ? Có kiếm nhiều không em ơi? Bây giờ đó là trường hợp thứ nhất axit formic. Và lưu ý đây là axit duy nhất, nhớ nha, axit duy nhất tham gia phần đáng gương. Axit duy nhất, không có thêm một axit nào nữa. Được chưa Hải ơi? Rồi, chúng ta đến cái thằng tiếp theo, thằng thằng có thể đó là phiên bản lỗi của axit formic, đó là anhydride formic. Hai này nó đề nó khai thác nhiều. Cái thằng nào mà nó khai thác nhiều thầy sẽ đưa lên trên. Anhydride formic. Anhydride formic ứng dụng trong thực tế của hắn đó là dùng để ướp xác nha. 1 lít anhydride formic đậm đặc có giá khoảng từ 30 cho đến 40 triệu đồng. Rồi. Đây. Nó là HC. Nó là người anh em sinh đôi của HCOOH, đó là HCHO. Để tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 nước để biến thành, nghe em ơi, là người em sinh đôi thì tính chất nó sẽ giống nhau, được chưa? NH4 hai lần CO3 cộng cho NH4NO3 cộng bạc. Rồi. Cái thằng anhydride formic này thì nó có công thức như thế này. Đó là HC O H. Ở trong trong anhydride formic này nó có hai nhóm CHO. Bên này là một nhóm CHO bên trái và bên này một nhóm CHO bên phải. Được chưa em? Nó khác là thằng này có hai nhóm chất CHO gọi là hai chó. Triết lý của chúng ta là một chó tạo hai bạc, như vậy hai chó sẽ tạo ra mấy bạc? Bốn bạc. Được chưa em? Đó là triết lý để chúng ta cân bằng. Bốn bạc ở bên phải thì sẽ bốn bạc ở bên trái. NO3 thì ghi nhầm nha, không phải H. Rồi tiếp tục. Bên này chúng ta bên với phải với trái chúng ta có 4 NO3. Thì đây 4 NO3. 2 NH4 với 4 NH4 là 6 NH4. Với 1 NH3 đặt lại 6. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra oxy để cân bằng nước là xong. Bên này với bên này là oxy giống nhau này, bỏ qua này. Bên này 3 oxy, bên này 1 oxy. Thì bên này cần mấy oxy là đủ em ơi? Phải hai không? Hai là đủ ba rồi. Sau đó chúng ta kiểm tra hydro. Đó là hai. Kiểm tra hydro em ơi. Hydro đây là hai này. Hai với 18 là 20. 20 với 2 với 4 là 24. Đây 8 này. 8 với 16 24 độ. Như vậy thầy đã cân bằng xong. Được chưa em ơi? Và phần này là phần dùng để nhận biết tất cả phần đáng ngưng luôn, là dùng để những biết hợp chất đó, bởi vì nó tạo ra lớp bạc, cái tông màu trắng bạc mà các bạn này nó tán vào mặt sau tấm gương nên phần này gọi là phần đáng gương. Có kiến nhiều Hải ơi, Không. Hương ý kiến nhiều hơn rồi. Dạ không luôn rồi. Ok, bây giờ chúng ta khảo sát anhydride khác.
Đây, nó có dạng là RCHO được tái dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 cộng nước này để tạo thành RCOO. Thầy nói lại về bản chất nha, bản chất là thằng RCHO này kết hợp với H biến thành RCOOH. Nhưng sao? Nhưng RCOH là một axit thì tác dụng được với NH3 là một bazơ để nó tạo thành RCOONH4. Được chưa? NH4 kết hợp với NO3 tạo thành NH4NO3 cộng cho bạc. Những cái anhít khác thì nó sẽ có một chó và một chó thì nó tạo hai bạc. Triết lý ta cân bằng anhít và bạc trước. Hai AgNO3 là đủ. Bên đây mình có 2 NO3, đây có 1 NO3 đặt 2 vào đây. Tiếp. Rồi bây giờ tiếp theo là bên đây là 3NH4. 3NH4 thì bây giờ nó sẽ là 3NH3. Tiếp tục. Ở đây chúng ta đi cân bằng nước nữa là xong. Uống cân bằng nước, cân bằng oxy lẹ hơn nè. 2 oxy. 2 với 6 là 8. Bên đi 1. 1 với 6 là 7. 8 thì đây 1 nước là đủ. Coi kỹ chưa không em ơi? Không. Rồi. Bây giờ nó có thể nâng cấp lên đó là este của axit formic 4. 4 nhỏ. Este của axit formic. Rồi, bây giờ chúng ta nghe kỹ. Este của axit formic có dạng đó là HCOOR. R là gốc hydrocarbon em nhé. Để tác dụng với AgNO3 trong môi trường NH3 cộng cho nước. Thì bản chất ở đây đó là gì? Như thầy đã nói là có nhóm chất HCO này sẽ lấy thêm oxy vào. Khi đó nó tạo thành là HCOO. Thêm một oxy nữa. R. Phần còn lại đó là hydro kết hợp với NH3 kết hợp với NO3 NH4NO3. Cộng cho bạc. Một chó tạo hai bạc. HCOO đủ. Rồi. Hai bạc ở phía trái. Hai NO3 đủ. 2NH4 đủ. 2NH3 đủ. Chúng ta đếm oxy. Bên đây 3 oxy này. 3 với 6 là 9. Đây 2. 2 với bao nhiêu rồi? 2 6 là 8, 8 1 9 đủ. Thế thôi. Phần này là phần tạo ra cái tông màu trắng trắng bạc. Có kiến gì không em ơi? Dạ không. Được chưa? Mà thông thường thì đối với chương trình lớp 9 thì chúng ta chỉ gặp 4 loại này thôi. Và bằng chỉ cần nắm 4 loại này là chúng ta hiểu được bản chất của vầng trắng gương. Và thông thường nó sẽ là gồm ghép với cái vô cái bài toán đó là cho công thức phân tử, tìm công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất học. Được chưa? Yeah.